Kính chào quý vị và bà con. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Khuyến Nông được phát sóng trên kênh VTC16. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, với mục tiêu nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, vừa qua tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tổ chức khai mạc lớp tập huấn TOT theo hình thức trực tuyến với chủ đề Tập huấn đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị nông sản cho các cán bộ khuyến nông trên địa bàn 7 tỉnh là Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang và Hòa Bình. An toàn thực phẩm là cốt lõi nâng cao giá trị, phát triển bền vững ngành nông nghiệp. Đảm bảo an toàn thực phẩm vừa giúp nâng cao giá trị nhằm đảm bảo những yêu cầu của cả thị trường trong nước, vừa nâng cao tính cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia, việc tăng cường các hoạt động an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm là việc của toàn xã hội. Trong đó, lực lượng khuyến nông là lực lượng nòng cốt để tăng cường năng lực trong việc tiếp cận cả về mặt phương pháp cũng như kiến thức chung trong việc quản lý và sản xuất an toàn thực phẩm. Chúng tôi đã phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng về góc độ cung cấp chuyên gia để tổ chức cái lớp học này cho cái đội ngũ người làm khuyến nông ở các địa phương. Và từ những cái lực lượng này sẽ là cái lực lượng nòng cốt để giúp cho các cái khuyến nông viên cũng như là giúp cho những người sản xuất để tăng cường cái hoạt động về kiểm soát an toàn và chất lượng sản phẩm. Các thành viên tham gia lớp tập huấn đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị nông sản sẽ được cung cấp các kiến thức về liên kết chuỗi giá trị nông lâm thủy sản cũng như nội dung cơ bản về chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trước và sau thu hoạch. Sau khi hoàn thành khóa học, các thành viên sẽ được Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia và Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản cấp chứng chỉ. Thành viên trong cái lớp này thì chúng tôi sẽ cam kết là sau khi đảm bảo được các cái yêu cầu thì về phía Cục Quản lý Chất lượng cũng như là Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia sẽ cấp chứng chỉ cho những người đã tham gia cái lớp đào tạo này. Và chúng tôi cũng sẽ có những cái gọi là kiểm soát cũng như là kiểm tra đánh giá chất lượng cái lớp học này. Cho nên là mặc dù là trong cái giai đoạn Covid nhưng mà với cái hình thức đào tạo online này vẫn đảm bảo được cái chất lượng và đặc biệt là không để làm đứt gãy các cái hoạt động chung của chúng tôi đã cam kết giữa Cục Quản lý Chất lượng cũng như là Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia. Ngoài việc mở các lớp tập huấn, Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia cũng phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản cùng nhau xây dựng những mô hình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Những mô hình này sẽ là những mô hình điểm để từ đó nhân rộng thêm các mô hình khác. Là địa phương có tiềm năng lớn cho trồng cây ăn quả, Sơn La đã từng bước khai thác được thế mạnh của địa phương. Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp hiệu quả thấp sang phát triển cây ăn quả tập trung cho sản lượng lớn, qua đó trở thành vùng cây ăn quả chất lượng cao của tỉnh. Thực hiện chủ trương của tỉnh Sơn La, huyện Mai Sơn đã và đang thực hiện chính sách khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác xã. Đồng thời, hợp tác xã cũng là cầu nối liên kết với doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân. Để phát triển vùng cây ăn quả bền vững và hiệu quả, huyện Mai Sơn đã chú trọng tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như xoài, nhãn, bưởi, được người tiêu dùng ưa chuộng. Giá cả ổn định, thu nhập bình quân trên một hecta cây ăn quả đạt từ 200 đến 350 triệu đồng một năm, mang lại nguồn thu ổn định cho người sản xuất. Đến nay, toàn huyện Mai Sơn có trên 9.000 hecta cây ăn quả các loại, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường trong và ngoài khu vực. Để phát triển ổn định, bền vững, việc cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản sẽ thúc đẩy xuất khẩu nông sản địa phương. Thưa quý vị và bà con, mô hình chăn nuôi thỏ an toàn sinh học trong chuồng kín của anh Nguyễn Văn Vương ở xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng là mô hình điểm của địa phương. Không chỉ bởi đây là mô hình nuôi thỏ thương phẩm an toàn sinh học, mà còn bởi việc xử lý môi trường rất hiệu quả. Phân thỏ được dùng để trực tiếp nuôi giun trong chuồng nuôi, không những tiết kiệm công thu dọn phân mà còn nâng cao hiệu quả kinh tế cho mô hình. Hiện mỗi kg thỏ thương phẩm anh bán với giá 80.000 đồng và giun quế thu hoạch tới đâu cũng được bao tiêu toàn bộ tới đó. Mời quý vị và bà con cùng đến thăm mô hình qua phóng sự ngay sau đây.
dĩ mà con thỏ mà nó đạt được cái như thế này, nhất là em áp dụng cái phương pháp là cho ăn các cái quả thảo dược, đấy, các cái quả như là chè khổng lồ, cây vằn ngọc, đấy, hay là cây lá xương khỉ, đấy nó là cái kháng sinh tự nhiên để giảm bớt những cái bệnh trên con thỏ như là bệnh sổ mũi. Đấy, con thỏ rất sạch, không khịt khịt, không thấy chảy nước mũi, đấy, không chướng bụng, không đi ngoài. Hơn một năm nay, anh Vương tiến hành nuôi thỏ trong chuồng kín, quy mô 150 thỏ nái. Mỗi tháng, anh cung cấp cho thị trường 400 con thỏ thịt. Với giá bán lẻ là 100.000 đồng một kg, bán buôn là 80.000 đồng một kg. Trừ chi phí, mỗi tháng anh thu lãi 12 đến 15 triệu đồng. Thỏ đến kỳ xuất bán được các nhà hàng bao tiêu toàn bộ. Cái nguồn mà đầu ra của em đấy, đa phần là những cái nhà hàng trực tiếp cho em từ con thỏ này. Nên là người ta rất là khắt khe về cái vấn đề là thực phẩm. Thì người ta là người trực tiếp là sản xuất món ăn. Đấy, người ta tạo ra món ăn nên là người ta rất khắt khe về cái vấn đề là thực phẩm. Nên là nhà em phải đáp ứng được cái điều đấy thì mình mới bắt đầu ra. Một vườn thuốc nam được trồng ngay cạnh trại thỏ để cung cấp thức ăn thô cho thỏ, gồm nhiều loại cây như chè khổng lồ, cỏ voi, cây hòn ngọc. Những loại thức ăn này giúp thỏ có được hệ tiêu hóa khỏe mạnh, chống đỡ lại bệnh tật, nên rất hiếm khi anh phải dùng các loại kháng sinh để trị bệnh cho thỏ. Chính bởi vậy, mô hình của anh được cán bộ khuyến nông địa phương và chính quyền địa phương đánh giá cao so với thời điểm cách đây tròn một năm khi anh Vương chính thức bắt tay vào khởi nghiệp. Trên cái mô hình của anh Vương thì ban đầu thì quy mô rất là nhỏ thôi, đa số là mang tính là mình tập, mình làm thử cũng chưa có. Đúng là ban đầu vợ chồng anh Hương thì cũng chưa nghĩ là bây giờ cái phát triển được đến tầm này. Đối với mô hình của vợ chồng anh Vương đây thì đây là một cái mô hình là phải nói là mô hình an toàn sinh học, rất là khoa học. Đấy, từ cái vấn đề cái con giống là cũng đã tuyển được những cái bộ con giống mà có cái năng suất tốt. Đấy, thứ hai là về cái vấn đề về thiết kế chuồng trại thì anh ấy làm là cũng theo quá trình anh em của cơ quan tham gia cũng với lại quá trình học hỏi thêm của gia đình thì làm một cái chuồng trại là cũng rất là quy chuẩn. Nếu như đánh bảo vệ môi trường thì đối với cái gọi là cái mô hình này như chúng tôi đánh giá là đảm bảo, bởi vì cái thứ nhất là khi mà tận dụng cái phụ phẩm của con thỏ và đã nuôi cái con chuồn quế, thế mà trong đó là cái con chuồn quế thì thực tế ý định của các anh thì bây giờ anh đang bán sinh khối thì bao giờ hiệu quả nó vẫn cao hơn, nhưng mà khi mà chế biến sản phẩm thì cái tác dụng của cái con chuồn quế thì nó nói phải nhiều, nhưng nếu đi thực dụng nhất đối với người nông dân chúng tôi thì nó thực nói là cái con chuồn quế này nếu đến cuối cùng rồi đấy là vẫn nuôi gà là vẫn hiệu quả vẫn cao, bởi vì rằng là tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có mà lại đảm bảo không có cái gọi là cái tồn dư cái thuốc kháng sinh. Để đảm bảo tiểu khí hậu trong chuồng nuôi ấm về mùa đông, thông thoáng về mùa hè, anh Vương tiến hành xây chuồng cao ráo, đồng thời lắp đặt quạt hút gió để chuồng nuôi mát mẻ và khí độc trong chuồng nuôi cũng được đẩy bớt ra ngoài, giảm sự ảnh hưởng đến hệ hô hấp của đàn thỏ. Khác với những nông hộ khác, chất thải từ hoạt động chăn nuôi thỏ không được dọn và đưa ra khỏi chuồng nuôi mà lại được giữ nguyên toàn bộ trong chuồng để nuôi giun. Nhờ vậy mà bên cạnh việc bán thỏ thương phẩm, anh còn thu hoạch được cả giun để bán cho các trại nuôi cá, nuôi lươn và trồng rau an toàn trên địa bàn với giá cao. Hiện tại cái giá bán sinh khối, gọi là sinh khối thì cả phân giun, cả giun con, giun mẹ, cả trứng thì là em đang bán 10.000 một cân. Đấy. Còn là giun tinh, giun đã lọc ra rồi đấy thì là em bán lẻ là 100.000 và bán buôn cho khách buôn là 70.000. Thị trường đầu ra thì rất là rộng mở. Nhiều những cái khách mà mua lẻ thì mình cũng không có điều kiện để mình đi giao được, vì mình giao cho buôn hết rồi. Giao cho buôn người ta lấy hết rồi. Vì những cái sinh khối mà 10 cân, 20 cân thì mình không giao được, nên là thị trường rất là rộng. Anh Vương dự kiến đến giữa năm 2022, đàn thỏ của gia đình anh sẽ tăng lên gấp đôi, tổng số nái đạt 300 con và mỗi tháng cung cấp cho thị trường 800 con thỏ thương phẩm. Vâng, thưa quý vị, trên nuôi thỏ và dưới nuôi giun, thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích được tăng gần gấp đôi so với việc nuôi thỏ thuần túy.
Như quý vị đã thấy là anh Vương cho biết hiện anh cũng không có đủ giun để bán cho thị trường, cho dù giá bán cũng không hề thấp. Nhưng vấn đề mà nhiều hộ chăn nuôi thỏ đang thắc mắc đó là anh Vương đã làm như thế nào để có thể khiến cho giun sống ngay được trên nền chuồng thỏ, mùi hôi từ chuồng nuôi lại được giảm đi đáng kể. Cả thỏ và giun đều sinh trưởng tốt. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Dưới các dãy lồng nuôi thỏ này chính là bể nuôi giun quế được anh Vương thiết kế lọt thỏm giữa những lối đi trong chuồng nuôi. Toàn bộ phân, nước tiểu và thức ăn thừa của thỏ rơi xuống chính là thức ăn cho giun quế. Nhờ cách làm này, anh Vương sẽ không phải dọn vệ sinh chuồng thỏ hàng ngày, không tốn nhân công và tiết kiệm nước rửa chuồng. Cũng chính là tiết kiệm được số tiền điện chạy máy bơm rất lớn hàng tháng. Trước khi nuôi con thỏ với con giun thì em cũng đã đi rất nhiều trại, từ những trại kín, trại hở, trại nuôi giun riêng với lại nuôi thỏ riêng, thì em cũng đã tìm hiểu và đúc rút ra những kinh nghiệm. Từ đó em sẽ lên kế hoạch xây dựng cái trại làm sao mà mình nuôi được cả con thỏ lẫn con giun cùng một lúc, mà không con giun có thể là ăn ngay dưới chuồng thỏ, không phải tốn công chăm sóc. Thì là mình đã khai thác được cái con giun nên là mình không mất cái gì cả, không mất đầu tư chi phí gì cả. Đấy, thì từ đấy đi em lại khai thác con giun đấy em để em nuôi cá, nuôi gà. Đấy, em quay vòng lại lấy phân gà thì em lại quay lại em bón cho các cái quả thảo dược, em trồng quả thảo dược để em nuôi thỏ và nuôi lợn. Đấy, thì em làm một cái vòng khép kín, tức là mình hạn chế tối đa cái thức ăn công nghiệp, mình chỉ chủ yếu là sử dụng cái rau xanh. Như thế thì cái lãi suất của mình sẽ tự nhiên nó sẽ để lên cao hơn. Với quy mô 150 con thỏ sinh sản, trung bình một tháng xuất bán ra thị trường 400 con thỏ thịt và anh còn thu nhập từ 6 đến 7 tạ sinh khối, bao gồm phân thỏ và giun được nuôi bằng phân thỏ. Bí quyết của anh Vương nằm ở việc thiết kế chuồng nuôi. Nền chuồng nuôi nơi phân thỏ và nước tiểu của thỏ rơi xuống, anh không tiến hành lát xi măng mà để nền đất. Độ cao từ mặt đất lên đế sàn chuồng nuôi là 70cm. Xung quanh chuồng nuôi, anh xây dựng hệ thống tiêu thoát nước, đảm bảo nước trong chuồng thỏ, nếu có sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài, và nước ở ngoài không xâm nhập được vào chuồng nuôi, tránh việc nước ngập sẽ làm chết giun. Thứ nhất, để đảm bảo được con giun phát triển tốt, sống được thì thứ nhất là con giun phải đảm bảo đủ độ ẩm. Có nhiều trại em đã nghiên cứu rồi, thì có nhiều trại em tới là người ta cứ khoảng tầm tuần người ta phải phun nước cho giun, hay là cũng nuôi giun dưới chuồng thỏ nhưng mà tuần là phải phun nước cho giun 2 lần để đảm bảo độ ẩm cho con giun nó sống. Nhưng mà trại của em riêng thì không bao giờ phải phun nước vì em thiết kế âm xuống. Đấy, vừa bên ngoài thì em có cái hệ thống vòng quanh trại là có hệ thống thoát nước, là trong trại thì không bao giờ bị ngập. Đấy, và ở dưới nền thì lúc nào cũng đủ độ ẩm để cho con giun nó phát triển. Như vậy là mình tận dụng được, tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhân công. Và cái hai là con giun thì mình nó xử lý cái phân thỏ là rất hiệu quả, tránh được mùi hôi. Đấy, và đồng thời như thế thì là cũng giảm bớt được cái bệnh đường hô hấp cho con thỏ. Để giảm mùi hôi trong chuồng nuôi, định kỳ 1 tháng 2 lần anh rắc men vi sinh giúp phân hủy nhanh chóng phần phân thỏ dư thừa mà giun không ăn hết. Chính điều này khiến mùi hôi của chuồng nuôi giảm đi đáng kể. Việc cho thỏ ăn bằng các loại thảo dược kết hợp với thức ăn tinh với tỷ lệ 60-40 đã giúp đàn thỏ khỏe mạnh. Không những giúp anh Vương hiếm khi phải sử dụng kháng sinh trị bệnh cho thỏ, mà phân thỏ cũng được đánh giá là rất tốt để giun phát triển. Mình trong quá trình chăn nuôi mình phải chăm sóc cái đàn thỏ nó tốt để hạn chế những cái bệnh mà chúng ta phải dùng đến những cái chất kháng sinh. Nhiều dùng nhiều cái hóa chất quá thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tốc độ phát triển của con giun. Cái thứ ba nữa là cái chuồng trại chúng ta phải thiết kế đủ cái thông thoáng. Mùa đông thì là ấm áp và mùa hè thì là đủ mát để cho con thỏ của chúng ta sinh trưởng phát triển tốt. Thì khi con thỏ sinh trưởng phát triển tốt thì đồng nghĩa với con giun là cũng là môi trường lý tưởng của con giun. Đó. Thì trong cái môi trường này thì là nó rất là thuận cho cả con giun lẫn con thỏ. Trên cùng một đơn vị diện tích, hai đối tượng nuôi hoàn toàn khác nhau, chất thải của con này lại là thức ăn của con kia. Vòng tròn tuần hoàn khép kín này không những giúp anh Vương có thu nhập gần gấp đôi mà còn giúp bảo vệ môi trường, biến phế phụ phẩm chăn nuôi thành nguồn thu có giá trị.